Năm 2023, Cổng Cảnh báo An toàn Thông tin ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP. Trong đó, 91% liên quan lĩnh vực tài chính, tăng gần 65% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo là 73%. Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức và cầm đầu thường là người nước ngoài. Trong khi người bị hại đa phần thiếu cảnh giác, không có kiến thức về bảo mật thông tin và các hoạt động tố tụng hình sự. Trong năm 2023, các lực lượng đã đấu tranh khởi tố hơn 1.500 vụ án.